Su hào, bà con, su hào. Bà con biết su hào rồi đúng không? Su hào là loại thực phẩm cực tốt. Nó tốt lắm, nhưng mà không phải tốt là ai cũng ăn được. Những người có bệnh thế này vui lòng đừng ăn. Ăn su hào vào, củ su hào vào thì nó làm cho chúng bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi bệnh mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người tuyệt đối không ăn, không ăn su hào là cực độc cho người, đau dạ dày. Trẻ em bị bệnh tuyến giáp, đau bụng và người có bệnh tiêu hóa, những người này vui lòng đừng ăn su hào. Ăn vào thì bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người bệnh đau dạ dày, trẻ em, bệnh tuyến giáp, bệnh đau bụng, bệnh tiêu hóa, vui lòng đừng ăn su hào bà con nha. Ta ăn vào thì bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Bà con vui lòng đừng ăn. Mặc dù ta biết đây là một loại thực phẩm rất là tốt vì nó có vitamin B6, vitamin C, borosium, nó thanh lọc bổ thận giúp cho tiêu hóa dễ dàng, lọc máu. Ăn nhiều gây tổn khí huyết. Nếu ta ăn thì ăn chỉ một ngày là không quá ăn một ngày nha bà con, không quá hai lần. Vỏ su hào không tốt, không nên ăn sống. Ta giữ nát và xay sinh tố một ít mật ong là tuyệt vời. Nghĩa là ta không ăn su hào là su khẽ ra tốt mà ta không ăn sống đó. Nhưng mà ta ăn á, thì ăn một hai lần, ta xay sinh tố thêm tí mật ong là dùng được. Su hào nó trị và ổn định cho miệng khô, khát nước, tiêu mụn nhọt, phòng cảm cúm, chữa viêm lét dạ dày, giảm cân. Wow, tốt cho bà con tăng cân, giảm cân, tốt cho hen, xuyễn, thanh lọc máu và thận. Thanh lọc máu, thanh lọc thận, nó tốt là tốt vậy. Còn lại những người kia, bà con vui lòng đừng ăn. Ăn vào bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà nguy hại cho chứng bệnh của mình nha bà con. Bà con đừng ăn để tốt cho sức khỏe. Đó là đau dạ dày, trẻ em, bệnh tuyến giáp, đau bụng, tiêu hóa, tuyệt đối đừng ăn. Ăn nó rất nguy hại cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.